Xin chào, mình là Anh Thi. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Mr. Zero. Tìm hiểu về Võ Nhạc Linh, bạn gái mới của Phan Văn Đức, công khai là một đôi khoảng từ cuối tháng 8. Phan Văn Đức và Võ Nhạc Linh nhanh chóng trở thành cặp đôi cầu thủ Watch thu hút được sự quan tâm của dân mạng khi không ngại ngần dành cho nhau những cử chỉ tình cảm. Trên trang cá nhân, Võ Nhạc Linh không ngại ngần đăng ảnh chụp chung và dành lời nói tình cảm cho tiền vệ Phan Văn Đức. Cùng chúng tôi tìm hiểu về hot girl Võ Nhạc Linh, bạn gái mới của Phan Văn Đức. Mọi người đừng quên like, share và subscribe và nhấn vào biểu tượng chuông thông báo để nhận những clip mới nhất từ Mr. Zero nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Những ngày gần đây, trong khi các tuyển thủ Việt Nam tập trung sức lực chinh chiến tại vòng loại World Cup năm 2022, sau đó lại lập tức hướng tới mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games 30, thì một cầu thủ cũng rất nổi tiếng là học trò cưng của huấn luyện viên Park Hang-seo lại âm thầm chuẩn bị đám cưới, đó chính là Phan Văn Đức. Nhưng vợ sắp cưới của anh là ai? Là top 10 hoa hậu hàng vũ Việt Nam, Ngọc Nữ ư? Không, đó là chuyện của quá khứ rồi. Người chúng mình đang muốn nhắc đến chính là Võ Nhật Linh, bạn gái mới của Phan Văn Đức, và đó cũng chính là người anh sắp cưới làm vợ. Hôm nay hãy theo chân Mr. Zero để cùng tìm hiểu xem cô nàng Nhật Linh này là ai nhé. Công khai là một đôi từ khoảng cuối tháng 8, Phan Văn Đức và Võ Nhật Linh nhanh chóng trở thành cặp cầu thủ Watch thu hút sự quan tâm của dân mạng khi không ngần ngại dành cho nhau những cử chỉ tình cảm. Võ Nhật Linh sinh năm 1998, cô nàng nhận được rất nhiều lời khen ngợi và cũng được nhận xét là xứng đôi với cầu thủ tài năng Sông Lam Nghệ An khi sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, nụ cười tươi cùng vóc dáng mảnh mai. 9X từng gây chú ý trong cộng đồng mạng với biệt danh là Hot Girl Cô Giáo. Vào tháng 6 năm 2019, những hình ảnh trong đợt thực tập của cô tại trường mầm non ở huyện Diễn Châu, Nghệ An được chia sẻ trên diễn đàn. 9X nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu mến. Nhật Linh từng chia sẻ cô yêu quý sự đáng yêu, tinh nghịch của trẻ nhỏ và được gia đình hết lòng ủng hộ khi lựa chọn ngành này. Nhật Linh mong muốn mình có thể phấn đấu trở thành hình tượng cô giáo như mẹ hiền. Cô gái xinh đẹp này chuẩn bị tốt nghiệp ngành sư phạm giáo dục mầm non của Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Bên cạnh việc học, cô còn dạy thêm và nhận trang điểm cá nhân tại Hà Nội. Mặc dù không chọn theo con đường sư phạm, trên trang cá nhân, những người theo dõi vẫn gọi 9X là cô giáo như một biệt danh trìu mến gắn liền với cô ngay từ lâu. Võ Nhật Linh được cư dân mạng ngợi khen và gọi là hot girl giáo viên bởi nhan sắc ngọt ngào, gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn cùng nụ cười duyên dáng và tính cách thân thiện hòa đồng. Nhật Linh từng chia sẻ, mẫu người yêu lý tưởng chính là anh chàng trưởng thành, sâu sắc, trung thủy, biết cách quan tâm và đặc biệt là có ý chí cầu tiến. Chưa từng có ý định yêu đương, nhưng dường như bằng cơ duyên nào đó mà Nhật Linh đã gật đầu đồng ý trở thành người yêu của chàng cầu thủ điển trai Phan Văn Đức. Nhắc đến về chuyện tình cảm, Nhật Linh nói, cho đến thời điểm hiện tại, mình thấy rất hạnh phúc vì tất cả những gì mình đang có, bọn mình yêu nhau bình thường như những cặp đôi khác thôi, hiểu và thông cảm cho công việc của nhau để luôn vui vẻ, hòa hợp. Nhật Linh nghĩ rằng mình luôn vui vẻ, suy nghĩ tích cực thì cái gì cũng sẽ tốt mà thôi. Hơn thế nữa, quan trọng nhất, Linh mong anh Đức luôn có tinh thần thật tốt để cống hiến trên sân cỏ. Nhật Linh cũng hiểu rằng trong cuộc sống cô không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Khi yêu Văn Đức cũng gặp phải vô số những ý kiến trái chiều, nhưng hơn hết hai người luôn thấu hiểu, thông cảm để cùng nhau vượt qua tất cả. Bởi vì lịch trình của cặp đôi này khá bận rộn nên ít khi gặp nhau. Vì anh Đức phải đi tập cả tuần, thỉnh thoảng rảnh rỗi mới về được, những lúc như thế vui lắm. Linh cảm thấy anh Đức là kiểu người hiền lành, không quá để tâm đến những điều mà mọi người bàn tán mà luôn cố gắng đạt được những mục tiêu đã đề ra. Chắc đó cũng là điều khiến mình cảm thấy yêu anh, Nhật Linh chia sẻ. Ngoài ra, hot girl xứ Nghệ cũng khẳng định rằng tình yêu của cặp đôi này bắt đầu khi cả hai đều độc thân, không có mối quan hệ nào khác như lời bàn tán trên mạng. Nhật Linh và Phan Văn Đức quen nhau qua một người bạn chung. Ban đầu họ chỉ là trò chuyện để giết thời gian, nhưng dần dần cả hai cảm nhận được tình cảm và phát triển thành tình yêu như hiện tại. Linh kể thêm, ban đầu Linh nghĩ chỉ trò chuyện cho vui, nhưng càng tiếp xúc càng thấy anh Đức hiền lành, chu đáo nên yêu từ bao giờ cũng không biết nữa. Cầu thủ gốc Nghệ An Phan Văn Đức công khai tình cảm với bạn gái Võ Nhật Linh từ nửa cuối năm 2019. Cả hai thậm chí đã có những đôi chụp ảnh cưới. Trong các buổi tập gần đây, trò cưng của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đeo nhẫn ở ngón áp út bàn tay trái. Điều này khẳng định tình cảm bền chặt của cầu thủ sinh năm 1996 với vợ sắp cưới Võ Nhật Linh. Được biết, Phan Văn Đức đã được cô nàng Nhật Linh dẫn về nhà ra mắt với bố mẹ. Với tính cách chân chất, thật thà, cùng khuôn mặt điển trai, Phan Văn Đức dễ dàng chinh phục được phụ huynh. Cả hai yêu nhau và nhận được sự ủng hộ lớn từ bố mẹ. Thường xuyên tương tác với mọi người qua mạng xã hội, hot girl Nhật Linh đã thẳng thắn trả lời mọi câu chuyện liên quan đến mình và bạn trai. Theo đó, vấn đề mọi người quan tâm nhiều nhất chính là tin cả hai kết hôn. Trả lời câu hỏi,
Có tin là chị và anh Đức tháng 12 này cưới phải không ạ? Nhật Linh chia sẻ trên story bức ảnh mặc váy cô dâu kèm câu trả lời ẩn ý. Câu này từ tối qua đến giờ các bạn hỏi mình nhiều quá. Yêu là phải cưới đúng không ạ? Con gái tụi mình chắc bản thân ai cũng mong mình gặp được đúng người, đúng thời điểm. Nếu đúng rồi thì cưới ngay thôi, ai cũng phải thật hạnh phúc nhé. Rộ tin đám cưới bất ngờ sắp tới, cô người yêu xinh đẹp, vợ sắp cưới của Đức Cọt cũng từ đó có được nhiều người hâm mộ, lượng theo dõi trên Facebook và Instagram tăng nhanh chóng. Tuy nhiên, người đẹp Nghệ An cũng có không ít anti-fan khi yêu Văn Đức. Mới đây, cô nàng cũng có một bàn đáp trả hot hit từ câu hỏi khá gắt trên Instagram cá nhân của cô. Chị nghĩ sao việc lấy chồng khi chưa có nghề nghiệp đàng hoàng, chồng nuôi à? Người này đặt câu hỏi nhắm thẳng vào Nhật Linh với giọng điệu khá thô lỗ. Đáp lại, bạn gái Văn Đức nhẹ nhàng chia sẻ: bạn nghĩ sao, mình thì cứ có cả nghề chính và nghề phụ chồng việc nhà với nuôi con, bản thân cũng tự lo được. Ai chưa được thì cố gắng thôi, việc gì phải tiêu cực nhỉ, miễn là chồng yêu. Hôm ngày 16 tháng 11, chủ một studio chụp ảnh cưới có tiếng ở thành phố Vinh, Nghệ An đã đăng ảnh Nhật Linh cùng Văn Đức kèm theo dòng trạng thái thể hiện rằng cả hai sắp về chung một nhà. Hợp đồng cưới xịn, cầu thủ đội tuyển Việt Nam Phan Văn Đức cùng cô giáo mầm non xinh đẹp Võ Nhật Linh, cả nhà cùng chờ những siêu phẩm nhé. Kèm theo dòng thông báo chính là ảnh chụp của chủ studio cùng cặp đôi trẻ tuổi. Như thế này còn nghi ngờ gì nữa, cầu thủ Phan Văn Đức sắp trở thành đàn ông có vợ rồi đây này. Bài đăng xác nhận thông tin Văn Đức cùng bạn gái để chụp ảnh cưới. Điều đó càng được củng cố hơn khi Nhật Linh khoe ảnh mặc áo dài trắng muốt, đội lúp cô dâu trên đầu. Nhìn như thế này thì có thể khẳng định cả hai đã dành ngày cuối tuần để chụp ảnh cưới. Cách đây vài ngày, một nguồn thông tin tiết lộ rằng Phan Văn Đức sẽ tổ chức lễ ăn hỏi vào tháng 12, đám cưới vào mùng 6 Tết năm sau. Có lẽ thông tin này sớm sẽ chẳng phải là tin đồn vô căn cứ nữa. Liên hệ với nhiếp ảnh gia đã đăng lên dòng trạng thái, anh cho biết cặp đôi đúng là đi chụp ảnh cưới. Tuy nhiên, họ chưa thể thông báo thêm tin tức nào liên quan về yêu cầu của cô dâu và chú rể. Nói một chút về Phan Văn Đức, năm 2019 quả là một năm không may mắn với quả bóng đồng Việt Nam, khi anh liên tục gặp phải những ca chấn thương ở các mức độ khác nhau. Gặp phải chấn thương ngay vòng đầu tiên V-League năm 2019, Phan Văn Đức đã rất nỗ lực luyện tập để trở lại vòng 13 V-League năm 2019. Tuy nhiên, với chấn thương đứt dây chằng chéo trước, phù dây chằng chéo ngoài vào tháng 6, mùa giải V-League năm 2019 coi như khép lại với anh. Sau ca mổ thành công tại Singapore, Phan Văn Đức đã được bác sĩ của đội tuyển quốc gia, ông Choi Chu-yeon, chăm sóc và đưa ra những phương án luyện tập giúp cầu thủ này sớm hồi phục. Được biết, cả Phan Văn Đức và Đình Trọng hiện đang hồi phục rất tốt theo phác đồ điều trị của bác sĩ Choi. Tiền đạo này tập luyện dưới sự giám sát của bác sĩ Choi. Bên cạnh đó, anh cũng được để ý và quan sát từ huấn luyện viên Park Hang-seo. Với việc sắp bình phục hoàn toàn chấn thương của Phan Văn Đức, đây sẽ là tin rất vui đến với đội tuyển Việt Nam nói chung và câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An nói riêng, đặc biệt là câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An khi mà mùa giải V-League năm 2019 vừa kết thúc. Sông Lam Nghệ An đang đối mặt với tình trạng chảy máu tài năng. Năm 2019 là một năm khá xui với cá nhân Phan Văn Đức. Với việc đánh dấu chủ quyền với bạn gái Nhật Linh, người hâm mộ kỳ vọng tiền vệ này sẽ mau chóng bình phục chấn thương, lấy lại được phong độ và tỏa sáng trên sân cỏ. Ngày Phan Văn Đức và Ngọc Linh sẽ về chung một nhà không còn xa nữa. Hãy cùng chúc phúc cho cặp đôi trai tài gái sắc và hy vọng khi yên bề giả thất thì sự nghiệp của Văn Đức ngày càng rực rỡ nhé. Nếu các bạn thấy video này thú vị, đừng quên nhấn like, share, subscribe và bật chuông thông báo để nhận được những clip mới nhất từ kênh Mr. Zero. Xin chào và hẹn gặp lại!